Mấy người. Rồi, thầy Nguyên chào anh nhá. Chào thầy Nguyên. Dạ. Chào cộng đồng mạng. Rung anh. Cũng không có gì. Không có gì đâu. Dạ. Ngày hôm nay mình đến từ đâu anh ha? Anh đến từ Hậu Giang. Hậu Giang à? Từ Hậu Giang đi qua đây thì chắc cũng gần mà. Ừ. Anh ở thành phố Vị Thanh á. Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Vâng vâng. Ngoài trời đang mưa cho nên là nếu như nó hơi ồn ào xíu thì quý vị cũng thông cảm giùm thành viên nhé quý vị nhé. Rồi bây giờ anh giới thiệu về bản thân cho thành viên nghe nào. Anh trong giấy tờ anh là anh Nguyễn Văn Em, dạ. Anh thường gọi là Út Em. Vậy là thành viên cứ gọi là anh Út Em. Đúng rồi. Anh mà anh Út Em. Dạ. Anh là tên thường dùng là tên Út Em. Dạ. Anh Út Em là sinh năm bao nhiêu anh ạ? Anh sinh năm 1966. 1966. Vâng, vậy là năm nay là 56, 57 rồi. Dạ. Yeah. Công việc của anh là hiện tại là anh đang làm gì? Anh thì làm ruộng vườn. Làm ruộng vườn. Dạ, yeah, có rộng không anh? Ruộng thì cũng được ít công. Vườn thì có miếng vườn nhỏ nhỏ thì thôi. À, vậy ha. Dạ. Yeah. Cụ thể là diện tích bao nhiêu có thể cho thành viên biết được không? Diện tích thì khoảng chừng 6-7 ngàn mét. Khoảng 6-7 công gì đó. Ruộng vườn đó nha, ruộng vườn luôn cỡ 6-7 ngàn mét. Cả ruộng cả vườn luôn. Rồi mỗi mình anh làm hay có ai phụ với anh không? Mình anh hả? Mình hả? Chủ yếu là mình trồng gì anh? Anh thì trồng lúa. Trồng lúa thôi à? Dạ. Dạ. Bây giờ làm nông mà trồng lúa như vậy rồi cái thu nhập nó có ổn định không anh? Thu nhập thì cũng được. Yeah. Rồi tình trạng của anh em là như thế nào? Anh Út Em là như thế nào? Anh thì cũng ly thân vợ cũng lâu rồi. Yeah. Thì bây giờ anh sống mình anh thấy cũng độc thân quá đi rồi cũng buồn. Anh yeah. cũng đến dưới Thành Nguyên để tìm một người bạn để sau này về chung sống với cái tuổi xế chiều. Dạ. Vâng. Vậy là anh chia tay vợ tính ra được mấy năm rồi anh ha? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Khoảng thời gian đó đến nay anh có tìm hiểu thêm ai nữa không? Có. Không có tìm hiểu thêm ai nữa? Không có tìm hiểu ai. Rồi sao uổng vậy? Dạ. Anh em là có tất cả là mấy người con anh? Anh có một đứa con à. Được một đứa con, đứa trai thì cũng nó theo mẹ nó hồi 6 tuổi tới giờ. Con anh năm nay nó được 19 tuổi rồi. Nó sống với mẹ nó từ hồi 6 tuổi tới giờ. Dạ dạ. Vậy tính ra anh lập gia đình cũng trễ ha. Anh lúc đó anh gặp vợ anh lúc đó anh 30 mấy tuổi đó. Dạ. Vâng. Dạ, con anh năm nay mới 19 tuổi à. Dạ dạ. Nó sống với mẹ nó hồi 6 tuổi tới giờ. Vâng. Sống ở quê ngoại đó mà. Dạ. Anh Út Em biết đến chương trình của Thành Nguyên đã lâu chưa? Anh cũng thỉnh thoảng đó, ở nhà cũng coi TV đó, rồi cũng có mở kênh của Thành Nguyên coi. Dạ. Rồi sau khi xem thì nó có động lực hơn hay sao? Thì nói chung thì thấy anh cũng sống mình anh thấy nó cũng buồn tẻo đó. Rồi thôi để lên gặp Thành Nguyên để đây tìm một người bạn. Dạ. Rồi thì Thành Nguyên cũng chúc cho anh thật là nhiều may mắn trong công cuộc đi tìm trung nhân của mình ấy ha. Dạ. Rồi ngày hôm nay thì anh Nguyễn Văn Em, tên thường gọi là Út Em, anh mong muốn bày tỏ đến ý trung nhân của mình như nào nè? Thì nói chung anh có coi cái kênh của Thành Nguyên đó, anh có thấy một cái cô ở dưới Cà Mau đó, cô Phạm Ngọc Hưng á. Phạm Ngọc Hưng ha. Phạm Ngọc Hưng ở Cà Mau. Dạ dạ dạ, Thành Nguyên nhớ rồi. Dạ, điểm gì ở chị Hưng mà anh Út Em ưng bụng nhất nào? Thì thấy cái cô Hưng đó thì nghe nói thì cổ thì cũng sống bây giờ cũng chưa có lập gia đình đó, rồi giờ cũng muốn tìm một người để lập gia đình, thì anh thấy cô đó thì thấy anh cũng có phù hợp, anh thích rồi anh đến để kết nối với Thành Nguyên. Dạ. Với cô Nguyễn Thị Ngọc Hình đó. Dạ. Phạm nhé, Phạm Ngọc Hình ở Cà Mau đó. Dạ dạ dạ. Rồi ok anh. Thì
Thành Nguyên cũng chúc cho anh út em thật là nhiều may mắn, sẽ được ý tưởng nhân của mình hồi đáp lại cho anh. Nhưng mà đó là đủ duyên anh ha. Dạ, thì trường hợp mà chị Hưng mà hồi đáp lại cho anh thì cái điều đó là quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà cho em hỏi này, chị mà không có hồi đáp lại tình cảm của anh ấy, thì anh em có mở lòng với những người phụ nữ khác không? Thì thí dụ như anh có đủ duyên với cô Hừng á, thì nếu mà được thì sẽ kết nối với cô Hừng. Còn nếu mà cô Hừng với anh rồi nếu mà không có được duyên nợ thì anh cũng mở lòng tìm một người bạn khác. Dạ. Các cô sau này mà đến với anh thì anh mong muốn độ tuổi như nào? Thì nếu mà mấy cô sau này thì tuổi khoảng từ 40 đến 52. Dạ, 40 đến 52. Dạ, vậy là ít hơn anh 4 năm tuổi cho đến mười mấy tuổi ha. Dạ, thế rồi bằng hay lớn hơn thì sao? Bằng cũng được. Bằng cũng được. Lớn hơn thì... Lớn hơn thì không được. Thì không được. Dạ. Về ngoại hình, về công việc, về điều kiện của các cô thì anh mong muốn gì? Thì những giản dị thôi. Dạ. Ưa nhìn xíu là được rồi ha. À, giản dị được rồi. Dạ. Điều kiện công việc này kia kia nọ là không mong muốn gì hết hết à? Thì nếu mà về sống với tôi thì cũng khỏe thôi, bị gì bây giờ tôi sống cũng có mình lên à. Dạ. Vậy là sau này kết nối thành công là sẽ đi về bên anh. Đúng rồi. Vâng. Cho anh đi cũng được. về bên anh đi. Về bên anh đi ha. Là anh cũng có nhà cửa đất đai. Đúng rồi, anh ha. Cũng có nhà, cũng có đất ruộng rồi. Dạ. Rồi thành như vậy là quá dễ, quá tuyệt vời rồi. Dạ. Trường hợp mà các cô không có công việc gì thì cứ về phụ với anh. Đúng rồi. Dạ. Nhà cửa có sẵn rồi. Đúng rồi. Nhưng mà làm vườn làm ruộng vậy rồi có bắt các cô làm nhiều không? Thì anh thì đàn ông thì anh làm nhiều đi. Anh làm nhiều đúng không? Còn cái gì mà làm không ngồi nữa thì mình mướn đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nó cũng dễ mà. Dạ. Rồi thế rồi các cô mà ở ngoài miền Trung, ngoài miền Bắc hay những cái vùng xa hơn nữa thì anh có đem có chịu không? Anh kiếm ở miền Nam mình đi. Khu vực miền Nam. Ở khu vực miền Nam mình đi. Nhưng mà đó là nói chung rồi, nhưng mà bây giờ nói riêng này. Ví dụ như là các cô mà ở ngoài miền Trung, miền Bắc hay những cái vùng xa hơn mà đang sinh sống và làm việc trong này. Anh tìm người miền Nam đi. Người Nam thôi đúng không? Dạ. Vâng, tóm lại là người Nam. Dạ. Bởi vì là mình thấy người Nam với người Nam nó hòa hợp hơn à hay là sao? Người miền Nam với nhau thì nó phù hợp. Dạ. Rồi ok anh, thì cái mong muốn mình sao thì mình cứ nói lên thôi. Anh em chia sẻ cho Thành Nguyên về cái điểm mạnh và điểm yếu anh cho Thành Nguyên nghe này. Anh thì nói chung thì anh thì sống thì thật tình. Dạ. Là điểm mạnh của anh đó ha. Dạ. Dạ, thật tình. Như có một chút văn nghệ nữa. Có văn nghệ à? Thu này hay này. Dạ. Còn điểm yếu sao? Điểm yếu thì thí dụ như là có lúc có cái cũng quên. Có cái nhớ có cái quên đúng không? Dạ. Nhưng mà sau khi lấy vợ về rồi có quên không? Thì đó mà. Quên cái đó hơi mệt à. Thì đó phải phát triển lên. Dạ. Dạ. Chờ vợ đi đâu đó mà quên xong mình đi về chắc một mình cũng nan giải đấy. Không, mình dạ. có vợ rồi thì chắc không quên đâu. Dạ. Cái đó làm sao quên được đúng không anh? Đúng dạ. Rồi. Vâng. Em thấy anh nói là anh có máu văn nghệ ấy, thì cũng biết thể hiện cho Thành Nguyên cũng như các cô nghe bài ha. Thì anh không ấy, anh ca một đoạn giọng cổ đi. Một cổ ha. Một đoạn dạ. Thôi. Vâng vâng. Rồi, mời anh. Thì anh ca một đoạn giọng cổ bài Thương Em Nhiều Qua Lá Thư Sưng. Dạ. Nhưng mà anh có cần phải đứng dậy để lấy hơi không hay là ngồi cũng được. Rồi. Ngồi cũng được ha. Rồi. Rừng vào sưng rừng thay áo mới, lá đỏ rơi đầy phủ lối quân đi. Giữa bụi hành quân dừng chân anh viết rồi,
gọi về em bên ấy xa xôi. Anh gửi về em nơi miền xa xôi, tổ quốc đang buổi hành quân dừng chân, nắng nót con chim mừng sững vui hót trên cành. Ở nơi đây rừng giàu sưng, rừng không có mai vàng, chỉ có hoàng hôn rừng buông sương trắng và tiếng chim ngàn dục sáng với bình minh. Thương em nhiều áo vải mong manh, ruộng xóm đồng chưa mưa nắng tao tần, nuôi con thay chồng đuổi giặc miền xa, đất bám đôi chân bàn tay gam nắng. Cao được rồi thành nghe. Vâng. Rồi, ok anh. Rồi, hay quá. Nói chung là người miền Tây đó thì có cái đặc sản đó là ca cổ anh ha. Yeah. Còn như em thì mà người miền Trung thì ngoài đó thường là dân ca thôi. Yeah. Rồi, bây giờ anh Út Em chia sẻ thêm cho thành viên nghe nào. Trong cuộc sống bình thường anh ấy, những lúc vui, những lúc buồn hay là những lúc mà tâm trạng mình có thay đổi đó thì có thường xuyên rượu chè cờ bạc rồi cá độ này kia không? Anh thì nói chung là bên cái cờ bạc gà rồi đó là anh không có biết. Còn rượu thì anh cũng có uống chút đỉnh. À, tiểu lượng nhiều không anh? Cũng ít đỉnh thôi. Cũng chút chút thôi đúng không? Chục lon không? Ít đúng thôi. Dạ. Vâng, thành viên hỏi cái vấn đề này đó thì các cô thật sự cũng khá là quan tâm. Vì nhiều khi mình lên đây á, mình có sao thì mình cứ chia sẻ vậy, chứ mình không có nói theo cái số đông. Dạ, mình cứ chia sẻ thật lòng để cho sau này đối phương của mình người ta không có bị thất vọng về mình đó. Chứ không lên đây mà mình có 10 mà mình đó có 1 chẳng hạn, thì lúc đó về các cô thất vọng rồi, lúc đó đường ai nấy đi thì nó mất thời gian của cả hai. Yeah. Đúng không ạ? Dạ. Có sao thì mình cứ chia sẻ anh ha. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi, Thành Nguyên thấy cái mong muốn của anh Út Em thì rất là đơn giản rồi. Thì sau ngày hôm nay, cô nào mà thấy anh Út Em mà thấy dễ thương, dễ mến, thấy phù hợp với mình thì cứ liên hệ với Thành Nguyên là Thành Nguyên sẽ bắt cái nhịp cầu đó cho anh chị. Cuối chương trình thì anh Nguyễn Văn Em, tên thường gọi là Út Em, đến từ Hậu Giang. Thì anh có cái điều gì đó chia sẻ với các cô vài điều, cũng như là quý khán giả đang xem chương trình của Thành Nguyên trước khi Thành Nguyên tạm dừng buổi phỏng vấn này lại không ạ? Thì tôi thì đến đây thì cũng để gặp Thành Nguyên để kết nối tình duyên. Thì nếu mà mấy chị, mấy em, nếu mà người nào mà độc thân thì mình cố gắng để mà mình đi tìm được một cái người bạn để sống về sau. Dạ. Dạ. Anh có một cái lời hứa nào đó với các cô để cho các cô yên lòng vào anh không? Thì anh thì anh thì cái anh sống là cái tánh anh là thật đó. Anh thật là nhiều nhất. Dạ. Vậy các cô về với anh thì cứ yên tâm ha. Hứa sẽ yêu thương, chăm lo và quan tâm chăm sóc cho người đó suốt đời đúng không ạ? Đúng rồi, thì về thì nếu mà được thành duyên thì hai người đều chăm sóc và chia sẻ với nhau. Dạ. Yeah. Chia sẻ. Đúng rồi, phải có qua có lại chứ đúng không? Rồi, ok anh. Rồi Thành Nguyên cũng chúc cho anh Út Em thật là nhiều sức khỏe và thành công, cũng như là sớm ý trung nhân của mình hồi đáp lại sớm cho anh ha. Yeah. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, còn bây giờ thì Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành cho theo cùng Thành Nguyên nha quý vị nha. Rồi, chúc cho anh Út Em trên đường về và sự bình an nha. Cảm ơn Thành Nguyên nha. Chào anh.